Ở phía tây Sài Gòn, quân ta đã mở thông hành lang tới Tây Ninh và kiến tường, giải phóng một phần rộng lớn thuộc khu vực sông Vàm Cỏ Tây. Ngay tại Sài Gòn, sáng ngày 23 tháng 4, Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Bá Cẩn đệ đơn từ chức lên Tổng thống Trần Văn Hương, nhưng ông này đã yêu cầu nội các Nguyễn Bá Cẩn tiếp tục xử lý các công việc cho đến khi có chính phủ mới. Tại Mỹ, Tổng thống thứ 38 của Hoa Kỳ Gerald Ford, trong bài diễn văn dài 26 phút tại Đại học Tulane, New Orleans, tiểu bang Louisiana, tuyên bố chiến tranh Việt Nam được coi như chấm dứt đối với Hoa Kỳ và kêu gọi nhân dân Hoa Kỳ thay đổi sự chú tâm từ vấn đề Việt Nam sang vấn đề tương lai của người Mỹ. Hôm nay, nước Mỹ có thể lấy lại niềm tự hào trước khi có cuộc chiến ở Việt Nam, nhưng lấy lại niềm tự hào đó không phải bằng cách trở lại cuộc chiến vốn không còn là mối quan tâm của nước Mỹ. Theo tôi, đã đến lúc chúng ta hướng tới những chương trình trong tương lai để đoàn kết, hàn gắn những vết thương, khôi phục lại sức mạnh cũng như sự tự tin và lạc quan. Lời tuyên bố của Tổng thống Gerald Ford đã dập tắt hy vọng mong manh cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa vào sự viện trợ của Hoa Kỳ.